Hôm nay vào dịp Tết niên một năm, trải qua nhiều năm tháng lắm. Xin kính thưa tất cả chư quý vị, đạo tâm, anh em của mình, Phật tử cùng trong cái đoàn thể Phật giáo, không có phân biệt bây giờ mình tu chùa hay là tu phái Bụ Sơn, phái này kia nọ, không có gì hết. Chỉ là mình có cái duyên với vị nào thì mình sẽ theo vị đó để mà học đạo. Ai cũng được hết. Cũng như thầy giáo dạy trường đó, dạy chỗ này, dạy chỗ kia, dạy chỗ nọ, em bé nào nó thích, mẹ con muốn học trường kia, rồi được rồi, để vậy. Chứ không phải là ở đây là một cái chùa hay là một cái lăng đền hay là một cái gì. Xin tất cả quý vị cũng dừng tiếng lại, đừng tranh chấp và đừng có buồn phiền hay là phân biệt, nói là bây giờ sao mà bần sĩ vô danh lại là la giang lên. Nhưng mà trước khi la giang đó, bần sĩ có nói với tất cả chư quý vị, anh em của mình là người đã bất khuất, người đã điên, đã cuồng, không có như mọi người, thì họ sẽ nói ra, có khi lợn cợn, có khi họ nạt nộ, có khi họ la lối, có khi họ làm những cái chuyện mà làm bắt giận mọi người, anh em của mình đó. Thì hôm nay đã bần chị xin sám hối. Sám hối với tất cả anh em của mình khắp bốn phương. Nào đâu có được. Thì bần sĩ nghĩ là các cái tiếng khùng điên này đó, làm sao ai nghe được. Chắc có lẽ anh em mình nghe chắc cũng cười bất cười rồi. Nói tâm hoàng cốt niễn mà nói này nói kia mãi mãi, chứ không có một cái gì là phù hợp á. Với kinh giảng có khi phù hợp với của Phật nữa. Nhưng mà điên mà bần sĩ còn nhớ Phật dạy mấy lời như vậy. Cho nên hôm nay dịp Tết niên về ở mái tranh nghèo hay là cái trại, cũng có một dịp Tết niên. Tết niên này không phải là Tết niên một, các ngài đã trở về đây để thăm cái mái chòi hay là cái khu rừng này đó, coi cái vị này ở đây họ có hành trì, họ có làm những câu chuyện mà tất cả các ngài trong phái Bụ Sơn Tỳ Hương dặn hay không, hay là họ sai lầm, họ lợi dụng, họ làm những cái tiền bạc hay họ làm những cái danh lợi gì đó để họ lấy đạo tạo đời hay làm như thế nào, thì các cấp với mình và phàm xa xa lắm. Cho nên hôm nay thì bần sĩ cũng quán xét thấy chắc có lẽ là sang năm mới đã tỉnh được nhiều rồi đó, để mà tu, để tu cho nó đúng theo giới của Phật, cho nó rõ ràng hơn, để khi nhắm mắt lìa đời rồi đó, không biết mình sẽ xẹt cái hơi thở của mình về hướng nào đó, về hướng nào mà không được về Phật, mà không được về thần thánh, không được về đâu hết á. Đó, không biết dùi dưới bùn sình hay là ở dưới địa ngục, mình cũng không hiểu nữa. Cho nên bây giờ cũng nhờ Phật khai sáng, nhờ các đấng từ bi khai thị cho được hiểu một chút ít nào đó, thì trao đổi lại với cả anh em. Xin kính thưa tất cả quý vị, anh em mình ở đây và ở ngoài, ở trong, ở đâu đó, hay là khắp bốn bể, nếu có duyên với bần sĩ mà hình như là không chê bai một người khùng hay là điên bất khuất, chứ không phải điên hoài mà không biết ăn cơm, không biết làm gì, nói như vậy đó, hãy mà nhớ tới kinh kệ sám truyền rồi thì bắt đầu điên lên, thoát nạt lên, la lên, rầy lên, nói lên cho tất cả các cô, các anh em cùng các hàng Phật tử để về đây đó, có người oán hận, có người họ không oán hận, vì chỗ đó mà dùng cái sức mạnh rất nóng đó cạy gỡ ra cái mối đinh mà đóng nhiều đời nhiều kiếp đó, nhiều ngày năm tháng không gỡ ra được, nhờ sức mạnh sức nóng đó để thiêu đốt đi những cái ma, những quỷ, những cái gì mà đeo đẳng theo tất cả các vị đó. Thầy đã bần sĩ xin sám hối, nếu sau này có nghe được những lời này thì xin thành thật quý vị quan hỷ, và bần sĩ cũng xin cúi đầu cảm ơn hết tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thật sự là ta không mượn đạo tạo đời đâu,
mượn đạo, đẻ ra đạo, thành được đạo. Có một tia ánh hào quang của đạo để rọi khắp mọi nơi. Không được tu như Phật vậy thì gót chân của Ngài cũng không được đi gần bên. Thì bây giờ chỉ nghe một cái lịch sử, hay là Ngài để lại một cái tinh hoa, một cái nhị nhỏ thôi, thì hôm nay chúng sanh chúng ta nên lượm lặt cái đó mà để tu theo Ngài. Sự sám hối ở đây một, bằng sự sám hối với bản thân. Hai, sám hối cùng tất cả anh em đồng đạo khắp 47 năm châu, hoàn cầu thế giới và trong và ngoài, nếu được nghe đôi lời đó. Nhưng mà không biết ai mạo muội để rồi đưa lên, mà họ cũng không phải là ghét, mà họ cũng phải thương. Họ muốn tất cả mọi người nghe như các vị được nghe, để tu tâm dưỡng tánh cho nó đỡ đi một cuộc đời mà mình đang sắp vong mạng mà mình không hay, mình sắp bại hoại rồi mình không hay. Cứ nghĩ rằng trận đánh là mình sẽ thắng mà mình sẽ bại rồi, ta đã bao giây hết rồi. Tử thần đã gần mình, chiếc đò ly biệt đã gần mình, dây trói đã gần mình, có ngọn đuốc để cho mình trở về nơi địa ngục A Tỳ. Đó, như thế thì mình cũng không hay, mình cứ say mầm, mình cứ âu lo mãi cái sự việc của mình, ăn uống ngủ nghỉ, đó là đúng rồi, thì mình cũng phải đảm bảo cái cây mình trồng ra mình phải gìn giữ. Đó, như thế rồi xây thêm nhà, thêm cửa, thêm xe cộ, thêm này kia nọ thì được, cũng được với xã hội, nhưng lấy bình quân thôi, công bình thôi. Như đó thì mình không có phạm lực ở bên trong của mình, Thượng Đế ở bên trong, tất cả các ngài ở bên trong, mình có cái vũ trụ ở bên trong chính mình. Tại mình bỏ quên đó, mình lu mờ, mình say mê bông hoa trà lá, hay là mình say mê nhà cửa xe cộ, ruộng nương rừng rú, hay là những phẩm chất chi đó, vân vân. Chính bần sĩ cũng gia chạm nhiều vào sự việc đó, cho nên suy nghĩ mà phải cuồng điện lên, muốn nói ra sự thật cái gì không thể nói được, và muốn câm lặng không câm lặng được, muốn quảng hốt lên để kêu tất cả, kêu ai, ai có nghe được không, có người nào trả lời cho bần sĩ là tôi sẽ nghe, người điên như thầy vậy. Một sớm chiều bần sĩ muốn một linh đinh trên mặt nước, hay đi vòng quanh vào núi chân trời gốc bệ, năm non bảy núi, để tá ẩn vào một tàn cây, một động điện. Nhưng không may cơn bệnh hoạn đe dọa sẽ hầm hừ khắp ngày và đêm, thì làm sao sự ước muốn của mình, âu là những nghiệp kiếp của mình quá trễ. Thành ra cái tần số đó mình đo và mình muốn không được. Xin kính thưa tất cả chư quý vị anh em của mình, nếu mình biết thương mình và mình giỏi, mình sáng, mình quan tâm, thì ở bên trong mình nó không là miếng đất quang du, là một mảnh đất rất phì nhiêu, thì mình sẽ săn sóc đó mà hưởng. Theo bần sĩ thấy là ngay bây giờ và sẽ đến kết thúc cho quý vị một giai đoạn nữa, thì quý vị đừng hỏi. Và có người mà gần gũi đây cũng đừng về, đừng đến thăm lom gì nữa hết, để cho bần sĩ sám hối, tội lỗi. Sám hối mình tu mà không có thể là phàm, không thể chứng minh, mà các cấp chứng minh mình, nhưng mà ai là người chứng minh, có thấy được không? Đó, như vậy bao nhiêu đó cũng thấy thất bại rồi. Bần sĩ biết, tôi đã biết tôi không thể làm những việc ở ngoài tai bắt mặt mừng đông sông thê độc được, phải ẩn sâu bên trong mình để tìm ra lý đạo. Cứ dơ dẫn mãi hoài sao? Rồi họ đến, chúng đến, Phật tử đến, tất cả mọi người đến để nghe,
để im tai, để híp mắt. Chứ đâu có mọi vị biết được mình trong thắt ngạt nguy cơ. Tâm tại sao mình lại lu mờ, trí không sáng, hỏi lại hiện giờ chi đó. Bần sĩ cũng không muốn trao đổi với quý vị đâu, nhưng mà vô thường không biết kết án nay mai. Còn nói được lời lẽ tốt đẹp hay là khuyên đơn hay là bằng cách nào thì bần sĩ trao đổi cho quý vị. Xin sám hối toàn hết tất cả. Chúng sanh đâu có thương ai đâu. Chính mình không thương mình, nó không thương nó. Phật tử không thương Phật tử thì làm sao thương ai? Thì ta không trách. Bần sĩ cũng chưa có thương là bần sĩ trọn vẹn. Nếu thương á thì đủ rồi. Tất cả các ngài giao cho mình một trách nhiệm nhỏ thôi, nhưng không ngờ nó lan rộng ra đủ rồi. Sao còn ngồi nói mời giảng có buồn không? Có buồn không trai gái bữa hôm nay? Buồn mình nghe mà mình không tỉnh, mình vẫn còn say tiếng nói của các bậc thánh, nhưng mình lấp mãi ngày ngày năm tháng. Buồn chứ, nghe rồi vậy buồn lại chán. Đi xa đường nè, tốn kém nè, phải biết làm sao. Hãy theo tu với bằng năng thì không có sắc lụa tài màu. Không nói phổ thô độ, không có danh cao tướng rồng. Nếu theo bần sĩ thì không được quyền mơ mộng. Mình dập tắt lại mình để nghiệp cộng chồng lên. Theo bần năng tu quên tuổi quên tên, nắm trí huệ làm nền làm tan. Tu theo bần sĩ đó phải giao liên kết bạn, dù ở nó phương trời nào, mất dạng mất hình, gặp một lần ta giữ trọn niềm tin. Phải chung thủy để kết tình Phật Pháp. Tại sao các bậc ấy diệu miệng giờ không gặp? Họ đi đâu? Họ đã biến mất rồi sao? Còn nam nhi kia các bậc anh hào, họ có ẩn dạng tập hay là họ bị ngày nào thất bại? Còn phái nữ, nam rồi tới gái, có giữ một niềm tin để gặt hái qua trời, hay là sáng tới chiều cứ mãi mê chơi tô son phấn ngập trên cuộc đời gia tao? Nếu còn sao không thấy người nào không thấy diện màu? Đến gặp bần sĩ rồi thì bần sĩ dẫn vào non tiên, trong mãi hoài không thấy người hiền, cứ chập chả khi hiền khi ác dư. Buồn lắm chứ tất cả các anh em Phật tử. Buồn rất nhiều. Mới mượn hai chữ từ bi, ta sám hối với mọi người rồi ta sẽ lui đi. Không ở nữa, không có gì mà quý nữa. Mong tất cả các bậc vị anh em về gội rửa nếu kịp trong thời kỳ này, thì mình đã tẩy nhuộm
mũ môi, để cho nó trơn lũ về đến Phật ngôi, về tiên cảnh đắng mình ngồi mát mẻ. Không lẽ bần sĩ đi kêu mọi người thúc từng vị tu cho lẹ lẹ, làm bằng cách nào? Vì người không có san sẻ vui buồn, chứ không phải theo bần sĩ nghèo không có tiếng chuông. Tâm lặng lặng sáng buồn chiều rũ chí, thấy nhân loại ngàn muốn ức tỷ, họ sẽ điêu linh kìa. Họ trong đó có tà mỹ nè, có người hiền, rồi muôn dạng người, có người khôn quá, người điên, người nghèo đói, còn người bạc thiên bạc tù. Như thế đó sao bần sĩ không có buồn, không có điên cho đủ? Vì mắt thấy rõ rồi, quy tụ ở tâm linh, thấy rồi bần sĩ thất kinh, muốn về cho rảnh, đừng linh đến chỗ này, ở không được đâu. Phật tử ơi, đặng quấy đặng rầy, chớ để cho người tự ngộ thì Phật thầy mừng vui. Tự đi tu, tự chịu đựng nếm mùi, tự cay đắng sột sùi, không có thèn. Chúng không tự, chúng còn chưa có vàng, còn e thẹn trên mức đường đời, rồi ai lo đặng mà lo. Buồn vui lẫn lộn ai cho, bây giờ bần sĩ rối o trong lòng. Rối không phải không có tiền đồng, vì thương ba tánh giống dòng bị xa. Còn tình huynh nghĩa đệ của ta, tại sao án mất, rồi Phật đã ở đâu? Phải tỉnh ngộ, phải đào sâu nguyệt đạo, đặng cắm cây sào cho chắc, để hỡi qua sông công thầy công tổ đang trong, còn hàng Phật tử ngồi trong ngục đời. Trong chi nữa, trong chi hoài vậy đâu? Nếu ai khôn ngoan biến vào cõi này, mau sẽ soạn đi, để hướng về Tây, đặng gặp ông Di Lạc, gặp mà gầy tiếng nói mãi mãi hơi hà đã hết. Mà tại sao mọi người không đoàn kết để thương yêu, dù xa cách ra mấy buổi chiều, hay là gần gũi cũng thương yêu giống nồi. Bần sĩ buồn như đó mà điên lên, mà hét nè, mà nói lớn tiếng, bị gì cũng ỷ, đâu có ai coi. Nhưng người ta nghe lóng lóng, rồi xăm soi chê cười. Mình tu thất bại lắm rồi đó. Mình không có chùa nè, không có đền nè, không có chờ thờ Phật tử nè. Nhưng ở cõi nơi này mình được dự rồi nghe. Nguyện cầu trời Phật chở che, cho nắng sương ban sớm rồi mùa hè tới nơi. Vì thương chúng nên lội bơi đầu tắt, nói hoài hoài mà dẫn dắt không ai.
Nói ở trong người ta tưởng ở ngoài, nói mãi mãi người ta cho là nói dai, nói dầm. Xin kính thưa đồng đạo, trong ngoài thầy trình bẩm, xin sám hối với người rồi chớn dầm vô phương. Ở đâu cũng có con đường, quanh co cực khổ mướn trường ngày qua. Đường về tiên cảnh, đường về nhà, đường về quê hương Đông Độ, đường xuống biển Giang Hà ngục môn. Hỏi ta chỉ một linh hồn, tại sao không chọn lẽ rồi bôn chốn làm gì? Thế không, mình mua bán hay là mình làm gì cũng phải có cái thời kỳ. Nếu mình để trễ còn gì làm ăn. Sự tu học cũng vậy, phải ráng cố gắng. Mình nhìn đến dần trăng, mình nhìn đừng nháy mắt, mình biết trong trăng có gì. Còn mình tu cũng vậy, nếu niệm Phật niệm đấng từ bi, mình niệm y cho thấu thì khỏi gian nguy nghe đợi. Ta nghe bụng rụng bời rời, biết làm sao nữa vì cái đời còn xa. Ngày Tết Niên hôm nay đó, bần sĩ không có tạo lớn đâu, hay là thênh thang rộng trong nhà đâu. Muối vừa đạm mấy bạc cái quả hoa chất đầy của đồng đạo đó, của Phật tử đem đến trước đảnh lễ thầy, sau nghe thơ phú canh chạy học thêm. Thì đây cũng như thầy đã báo điềm, sống nay rồi mai mất trong đêm gió đùa. Đâu còn nữa mà mình hơn thua, thấy mệt. Mình cứ nhìn cái chết ở trước mặt mình, nói là nói vậy chứ mình có tấm thần tình, có suối tiền mắt mẹ, có bình từ bi. Nói rồi chớn mình bước ra đi, để thầy dẫn mình về cõi Phật, Phật chứng tri hiền lành đáng tập. Cho nhanh, trui rèn cho mạnh mẽ, rồi quyết chí làm lành, đừng có thua. Cuộc đời chúng đã bán mua, thì mình đừng có bán Phật rồi mua tiền về. Ráng tu, tu cho mình đó. Vì mình quá nặng nề, từ cha mẹ mà sanh đẻ ra tới giờ đó, muôn bề tỉnh chưa, đòi cơm uống nước sớm mi trưa, khi bệnh khi hoạn rượu cha mẹ mình đưa đêm vào. Thấy không, rồi không ăn uống nè, cái mặt úa xào. Công ơn cha mẹ rồi mình làm sao đáp đền. Phật mà còn gánh cha mẹ đó, quý vị có quên. Nhớ rằng sĩ bần nhắc nhớ kề bên đêm trường. Mượn cái ngày Tết Niên đó, giảng lý tình thương, gợi buồn cho đồng đạo bốn phương nghe dùm. Có nghe rõ được á, thì xin quý vị chớ cừ rùm. Thương cho bần sĩ bao trùm quỷ ma, không yên nơi yên chỗ, không cửa không nhà. Rừng buồn chưa nghĩ được, trời cảnh sơn hà làm sao. Muốn xé tan màn lưới phút nào, đặng về cõi tình đặng gần sao trên trời. Có khi buồn thảm lắm, một nơi an tịnh, ta biết
ta sẽ ở chỗ này cũng phải dính lem dơ. Tại vì chốn sống buồn và cát bụi quá dơ, biển thì nước mà trên bờ thì bụi đất. Nếu ta không hiểu làm sao ta biến mất, ta phải tắm gội hằng ngày, đừng giấu cất làm chi. Người tu phải có hoài nghi, phải giống như Phật thì Phật chứng tri cho mình. Hãy nói chuyện ra, mình sám hối tâm tịnh để mình thương yêu cái người chị nè, hay người bạn mình học chung. Dù ta có phẩm lực nói đùng đùng, tâm mình đại lực đại hùng từ bi. Mình nói rồi, mình biết, mình tri. Mình xin sám hối rồi sự không nguy cho mình. Ráng cố gắng sám hối đặng có niềm tin. Bữa nay bần sĩ tự một mình thiết tha, núi sông cách trở quan hà. Sĩ bần rất tiếc nữ và đàn bà khổ đau. Phải năm giới đó thì một bậc anh hào đông sông Tây đục, thì ta cũng biết rồi nữa, đời người ta sẽ ngã gục bên bờ. Sông đây để có tôn mì thờ, đầu thời ta đổi ngôi trời quá cao. Chân đạp đất ngày nào biết ơn đất, tâm của ta ghi nhớ Phật thần tiên. Ráng cô tu đi giữ chữ lương hiền, không ai sánh. Bần sĩ xin sám hối cùng chư quý vị. Trong cái cơn bệnh đó, cũng như vô thường là nó đến với mình, giờ nào nó đến đó, cũng như bệnh là bệnh. Trên trong lời nói nó không có được tốt đẹp. Nếu tất cả các vị nào có nghe lưu lót được đôi lời của một người bần sĩ, cùng là hàng sĩ luôn đó, chứ chưa dám xưng hô là văn sĩ, thì xin hoan hỷ từ bi. Nam Mô Di Đà Phật. Phật trong đời người hiền từ phúc, mong làm sao quăng dục tánh phàm. Đâu có chịu rồi bần sĩ ơi, chúng mãi lam nham, nói nhiều quá chúng còn làm thêm tội nữa. Ta cũng muốn trở lại núi rừng để mưa tưa, nhìn đám mây, nhìn miếng nước trong lành. Đâu muốn ở chỗ này là chỗ hội tanh. Nay dục phá, mai đang giành khảo đạo. Câu này chót kêu anh em đồng đạo, ráng gượng sống coi đời đừng giả màu, nghe chưa? Được thì mình tu, không được thì mình nghỉ đi trong xóm buổi trăng trưa. Chiều về cho ăn rảnh rồi Phật thừa cùng chứng minh. Đừng có tu mà làm cho khổ sở linh đinh. Tâm mình còn chọc mới phá, rồi đức tính nào còn. Phật trong tất cả bà con, cũng như hiện tiền đồng đảo mình còn ngồi đây. Vì ai? Vì có duyên với Phật, mến thầy, các vị mới quy tụ giờ này canh khuya.
để rồi nhìn thấy sức chia, sĩ bần đau khổ rồi bụi canh khuya, chiều về còn bệnh hoạn, còn mang sự nặng nề còn luân gian. Còn tâm sự với quý vị bây giờ này, thì ta cũng biết gần mãn ta lui. Chỗ nào thì chỉ là vui, ở Tây Phương cực là không nếm mê mùi khổ đau. Ở nơi đây đâu có vui thích gì. Bơ chúng sanh, bơ bớ đồng bào, buổi trưa về than thở rồi chiều nào rưng rưng. Bây giờ đêm đã từng khuya rồi mà ở tại gốc rừng có một người bệnh tật nhưng tâm hừng sáng ra. Họ lo niệm Phật Di Đà, không khi nào họ nghĩ đến đi cửa nhà xa xê. Biết rằng có lỗi đó họ ở, nhưng tâm lý trí họ muốn về. Tuy họ đi trên bãi cát nhưng họ nhớ cái lệ Tây Phương. Tuy bây giờ ta bà còn mãi vấn vương, còn trăm ngàn tội lỗi, nhưng họ không cương bao giờ. Cứ trần bất diệm đó quý vị, phải ráng đi Phật đợi thầy chờ. Xui mình rồi nhẹ tiếng đắng qua bờ về quê. Đó chiều chiến chót lê thê, ta không ở nữa bên lề đâu đâu. Bao năm tháng, bao năm kiếp thâm sâu huyền bí, có ta đây để giảng chỉ con đường. Hiện bây giờ phàm hạ vẫn dương, ta đâu ở Tây Phương cực lạc. Nói cho rõ thời kỳ mục mạc, bần sĩ lắm thương người nơi bể cát sông sâu. Nói gì ráng nói đôi câu, dặn dò huynh đệ rồi tình đấu trọn tình. Phải ăn ở, phải nhìn nhận cho đúng với tâm linh. Nói năng đồ phải ý chí để cho mình học tráo, học làm sao mà mình đạt được quả cao. Tâm linh cho vàng thì giúp đồng bào si. Mình tu đây để làm gì? Để thương bá tánh nè, để ghi ơn trời. Mình tu đây không lạ không lợi, mình trở về nguyên thủy như đời thở xưa. Có gì đâu, mình đón gió tạt, mình đón mây mưa. Chờ trong sắc đẹp rồi buổi ban trưa phai tàn. Nhớ rõ đi đồng đào anh chị em ơi, nó sẽ cướp mất. Mình không biết, mình không an. Cũng như cái hoa, nó sáng nở rồi chiều tàn không hay. Sửa soạn mau đi, sám hối với tổ với thầy, sám hối với mình với bè bạn. Sau này người thương, ráng ăn ở, đừng để hiện ra cường với nghịch. Nói tiếng nói cho thông, đừng để xích mích, nghe chưa? Mình có nghèo không được bữa cơm trưa, chiều ăn mốt cơm thừa cá cằn. Tâm cũng tu anh hùng bình lặng, nói với mọi người rồi dặn người lo. Mình đây cũng như chuyến đò, buổi chiều sắp tàn mất không lo trở về. Ông lão đâu có đợi nữa mà mình hãy lê thế. Đây hàng Phật tử răng chỉnh tề tu đi, mình đừng có núp bóng từ bi. Mình cho mình tu quá xá nè, thấy không? Nhưng mà mình di mình khùng.
mình đang núp ở bóng tùng xôm chiều cháy lạc, rồi ngày cùng nên thân, làm cái gì cũng lẻ bân phân. Rinh cây nè, rinh cuốc nè, thì sức mạnh mình đã Phật thần ban cho, vì mình làm mà mình chẳng có lo. Giúp người mà đạt quả thì giàu to đức lành. Mình làm riêng cho mình đó, bị ma quỷ giật giành. Sao đời mặt hả tăng tành còn chi, thế không? Về ráng đi, tất cả bà con anh chị em Phật tử tu đi. Nhớ rằng mình phát ngôn đừng bừa bãi, thì trời Phật ghi mình rồi. Lắng tâm đi, để cho quả nó nhồi. Để trăng sao để thấy, để Phật ngồi Phật vui. Trả đi một kiếp không bùi ngùi, tại mình dai quá nặng, làm sao vui bớ đời. Bần sĩ cũng vậy, cũng quyết chí tu để đáp thời cho chúng, để trả lại ơn người, để dân cũng hòa trang. Ở đây không phải gian sang, ở đây là lộ là hang rừng chiều, ở đây khổ lắm đó, thấy không? Hãy gió qua đó thì mình đã nghĩ đến quỷ ma yêu. Chiều về nắng tạt thì tinh kêu ma rền, thấy chưa? Còn mình ở cạnh tiên Phật đó lại quên không trở bước. Gió thổi đúng mùa rồi đúng tiết tung bay, nắng hồng sương như nhạc trôi lai rai. Đêm khuya không có gà gái canh hay như giờ, chỉ có tiếng ca Phật hát nên thơ. Có dần mây bạc, có ngọn cờ tình thương. Mau trở lại Tây Phương bớ đồng đầu, về ngồi suy nghĩ đi đời, đổ sáo vào trong mây. Nghe bằng sĩ dặn nha, người tu niệm không có nói tao với mày, nghe chát quá. Phải kêu lên cao cả tôn sùng, tu với người mà mình đại lực đại hùng, chứ mình đừng có dùng mình cao cả không phục tùng cả ai. Dù đây là gái hay trai, đêm mới buồn lịch sử, rồi ngày nay bần truyền. Ngày tất niên đó, bần sĩ vui lắm, gặp các bậc lương hiền, thành tâm tu đạo mối diện không xa. Kêu lên mấy tiếng bao la, nếu ông và chị chú bà ở đâu nhớ. Mình đã có hố sâu, nhớ mình mau tỉnh, đừng để lâu trễ đò. Phải nhớ, có thân thì mình phải lo. Nào đâu tiền của rồi bị so chí hoài, không lẽ mình không được chén cơm ăn sao? Không được một cái quả trái mình nhai sao? Thì tu đi trở lại chưa đồng đào mẹ ban. Ráng tỉnh dậy, đừng có thở than quán tiếc. Mình còn nuôi lại ở cái thế gian này nè, rồi làm sao mình diệt mình đi? Thở than với chúng làm gì? Thở than với Phật niệm đi, liền liền niệm Phật đi quý vị, cho thường xuyên mới gặp Phật. Lời thiết tha của bậc sĩ bần, biết chừng nào mình hội họp lại để tu thân. Ngày thầy đi mất
cũng gần không xa lắm. Ráng tu tịnh đi, mình nằm trên chiếu gấm, tấm mô rách trên này giường mình cũng gầm như như. Có gì mình phạt mọi người, có gì mình đài đỏ thân người mình chi. Thảo cực khổ đó thì nguy hiểm lắm đó. Cái thân ngọc ngà tiên Phật này mà để mất mát hay sao? Để mà để quỷ dẫm vào, mặc chi cái áo hàng rào hoa bông như thế đó đó. Thì bần sĩ điên đó quý vị, nói chuyện minh mông. Bảo người dập tắt để lên thuyền rồng về quê tu hết đi, thì đâu có ai chán ai chê. Việt Nam thống nhất giữa kề thánh tiên, sau này đó mình trở lại nguồn cội mình, nó gặp Chúa Thánh Lương Hiền, gặp anh tài nhất một bình nguyên ở đời, còn gặp nữ lô thì quá tuyệt vời. Áo hoa quần một mạc mà tâm thời sáng trưng, ở đâu cũng vậy hết. Sao thế giới được vui mừng, hạ màn lẫm liệt trời tưng bừng ráng coi. Bây giờ tại mình còn nhiều lắm đó, thì kiến trời phải xăm soi coi ai còn rồi ai mất rồi dòng nồi ở đâu. Đêm thanh tịnh canh thâu bần đang bệnh nặng, cũng như quý vị lao động hàng ngày mà lội lặn quá xa, còn bần sĩ lại nói ra hao hơi tốn lực, nhưng niệm Di Đà rồi tan. Xin chúc hết cô bác anh chị em sống cho đến khải hoàn, được hưởng ngày mùa hoa nở tràn lan khắp trời. Đừng phiền phức ai hết, đồng đạo Phật tử ơi, khổ sở tràn lan. Tội mình chưa xử được thì xử tàn tội ai? Quả kia nghiệp nợ mình dai, mình còn đeo đẳng hoài hoài nói chi. Về nghe lời bần sĩ tu đi, tu là mình soi rồi nè nha. Sự chi của mình, một là mình chớ có ăn xin, dù cho đau khổ một mình chịu thôi, đáng cố gắng đi. Mình cũng có ngôi có gì, mình chịu về rồi thì vị trí ở thiên nga, còn say mê đây thì ở chốn ta bà, chỗ cát bụi mình đẫm đà hoài mãi mãi. Phật nói tu đâu có nói già trẻ hay là trai gái, tâm chỉ như một kia rồi mình lại bỏ qua. Nói theo Đức Phật Di Đà, con đi con niệm ở nhà niệm luôn, lúc nào con cũng chớ buồn, cứ lo niệm Phật mình gậy tuồng hát vang. Đêm thanh tịnh ở rừng tạng lặng lẽ, bần sĩ biết nói gì là thiêu vẽ những gì, mong làm sao bá tánh cố tri tình, đồng đạo nghĩ sĩ cho càng. Đừng bất khuất rồi lìa bè bạn, trước thảo sau hiền rồi vẹn vẽ thủy chung. Ngày sau mình được trung phùng, ai đi ai đó ngày cùng gặp nhau. Sự tu niệm là hàng rào trừ yêu quái.
cũng như mình đang trồng cái cây mình chờ hái quả to. Mình tu sẵn có chiếc đò rửa thân cho sạch sẽ, rồi ông đó lên thuyền. Chứ không phải mình mới tu cái mình nói đòi đắc quả Phật nè, đắc quả tiên. Hỏi lại mình có làm hiền được chưa? Có nhẫn nại người, có chịu khó đón đưa? Hay là mình lo ít kỹ rồi sớm trưa cho mình, sau đó cũng trở lại bùng sình trong lấp. Biết chừng nào ta được gặp ân sư, bạn của mình nên mình đến mình học chính mình hư, mình cũng tôn ngự bạn là ân sư mình vậy. Đã không biết mà không nhìn thấy thì hỏi sao mình học được nghe người rồi lại về quê. Tay nghe pháo nổ tràn trề như mùa xuân mới sắp về cùng ta. Hôm nay vừa nói vừa chúc anh chị chú bà, dù ở gần hay lại ở xa miền nào, có lời bần sĩ kêu rao, than buồn dân lặng biết làm sao mà thêm. Xin cái thú gì cứ lặng im, đừng gặp bần sĩ ngày hay đêm làm gì, gặp khổ lắm đó, gặp làm chi không tu được. Cứ lặng lặng mà công ăn việc làm, mình phải đi nước ngược thì về. Suối chiều theo đám trời chê thì là mình bị nặng nề tiêu tan. Ráng cố gắng đi khải hoàn hiệp lại. Giờ bần sĩ nguyện cầu cho trai gái miền xa, nhớ câu lục tử Di Đà, có buồn thức tỉnh mà niệm mà cho vui. Mình niệm Phật ở đâu có bùi ngùi đâu quý vị. Mình niệm như mình lau chùi cái trí mình sáng trưng. Không vui, không thịnh, không mừng, đây là bần sĩ tại rừng Tha La. Khổ đến lắm, miền rừng xa sơn cước, ít có người dân tộc đi qua đi lại, đi tới lui gặp mình ngày trước như sau. Quyết tâm về rừng núi đề lao, giam mình để tu niệm làm sao đáp đền. Ân với nghĩa bần sĩ không quên đâu quý vị. Kính đời thăm bậc trí bậc thường, bậc nào cũng đáng mà thương, bậc nào bần sĩ cũng chỉ đường chút thôi. Không dám mạo muội nhiều vì đâu có chức, đâu có ngôi, đâu có chùa nè, đâu có lăng đền rộng rãi để cho người ngồi niệm tu. Ước mong sẽ đến rừng thu, chiều buồn sương tuyết mịt nì mù, giúp ta thấy sương trắng là nhà đó quý vị. Còn thấy mây xanh kia đó là vị trí của mình. Mong ngày rồi đáp lại thân sinh, tu đắc đạo tâm linh hoài trở bước. Bần sĩ cũng biết tu là lấy thuyền nước ngược, trong mùa mạc hạ này ít ai tu được lắm thôi. Ráng đi đứng lại cùng ngồi, mình sửa tâm sửa tánh kế rồi công phu. Mình sửa mãi nè, mình sửa hoài là bậc người tu. Đừng cho ai biết hết á, miễn mình được ngao du linh hồn.
thế gian đó chẳng có bảo tồn. Nói ra cửa miệng rồi dập dồn tội mang. Đêm khuya khoắt ở rừng tàng lặng lẽ, bần sĩ nói thiệt với quý người không có thiếu vẻ nữa chi. Đò chiều sắp đã biệt ly, ráng chờ ráng đợi rồi bần tri một bài để gỡ ở trong nè, gỡ ở ngoài. Nói chúng ta sắp lên đò ly biệt rồi đã bớ ai, ráng chờ. Đêm buồn ta đã nên thơ, ta đâu phải nhà văn sĩ mà hiện giờ bút trương. Vì muốn cứu dân đường ba tánh, vì lòng đối thương biết cứu cảnh làm sao. Hãy mở miệng ra là dùng gốc cây ngào, ao giữ dùng bào kia trước mắt. Ta cầm miệng gan bào ruột thắt để chờ giờ Phật dắt tiên sang. Nam mô Lục Tự Di Đà. Bờ này anh chị ở miền xa nghe về, đừng mong gặp bằng sĩ nữa hôn, mà ráng tu sửa đổi cho chỉnh tệ. Nghiêm nghi kỳ phận đó, đang trở về hiệp chung. Ngày mai sấm nổ đùng đùng, thì trên nhìn thấy không trung hiện liền. Ráng sống cho được không? Rất vô lượng vô biên, ngày long quá đại hội tới liền không xa. Mùa mặt hạ này hết tới thượng quân đó, nó tới tấp kia cả, nó dập má rồi. Tai nạn vậy mà bệnh đau, còn tiền với bạc đó, cả tàu, cả thúng. Nhưng ráng chờ coi là quá túng quá nghèo. Vàng thì không biết làm gì, chúng đâu biết đeo, làm ghe thế làm mỏ neo để cất. Sau đây bần sĩ thấy tôi rồi cũng mất, mình cất đức phước trong lòng mình khỏi tật tái tê. Cất tâm tánh tốt chỉnh tề, cất đi tánh hạnh rồi bồ đề là khôn. Bần sĩ nói được có bôn chôn nghe quý đạo. Ở đâu mà tu được rồi đó thì Phật cũng dẫn vào trong mây. Dường tiên trước mặt đây đây, ráng tu rồi Phật đợi rồi thầy đón đưa. Chưa đò chiều nước mắt như mưa, quyết làm sao được để đưa người hiền thôi. Nghe bần sĩ đi, không có tốn bạc, không có tốn tiền. Nếu đừng có lị, đừng phiền là trả ơn. Ta đâu có phải cây một phết sơn, ta là bần sĩ từng cơn đời đời. Hạ quân bụng rụng bời rồi, đây là chánh thật Phật trời sai đi. Xuống miền nặng có cú uy, nói ra lời thiệt để chúng ghi trong lòng. Hạ quân thay đổi long đông, đổi đời mà còn đau chưa rừng tòng thành thơi. Hạ quân đổi gấp dở gian trời, mau về rồi trăng trở chưa mở lời đức ân. Đắng còn sống tân dân có mặt, mùa thượng quân không giặc không loạn. Hạ quân đau khổ mà con
lớp nghèo mà lớp ba bệnh chớ hao mòn tiêu tan. Mùa thương quân bạc vàng không có, gió không thay mà mưa rõ chưa rõ ràng. Gió sao mát mát cả làng, còn nắng thì mà hồng nhạt trời trên đàn tiên ở đi. Mùa thương quân thiếu chi cảnh đẹp, giờ mình lo mình dẹp tánh phàm. Nhất là sạch sẽ chớ lam nhàm, Phật nhìn mà Phật sợ rồi sao làm được chi. Mình mở miệng mình tri mình biết, đâu phải ta tay điếc mắt mờ. Miệng còn nói đạo chưa nói thơ, lý tâm mà còn sáng chưa hiện giờ trong trắng. Mùa há quân cốc cằn hung dư, Phật bảo tu trừ khử chưa mới còn. Hạ quân tu hết bà con tu, để sống sót mới còn thượng quân. Đừng bình lưng thua hơn là trật, ta làm sao siêu bậc chứ phàm rồi. Hơn người tột đỉnh chứ người ơi, đừng tranh mà tiền của chứ của đời không hơn. Thầy dạy ta trong cơn quyết liệt, thầy đi rồi còn viết mấy bài. Tại người phí nhổ vì ai, làm sao nhớ lại ngày mai học hành. Mùa hạ quân người lành ít có, mùa thương quân mới rõ thế nào. Đây rồi nó tới thật mau, lòng qua đại hội chứ dân giàu chứ phước ân. Phải gặp Phật tân dân mới được, giờ đừng nghe rồi đuổi rượt mất hồn. Một mình trầm lặng nghe hôn, kiểm tâm mà kiểm tánh chưa được tôn ngày sau. Mùa thương quân Phật nào cho phép, mùa hạ quân không kịp giấu che. Để thôi má quỷ lập lè, hạ quân mà đâu có rồi về mất tiêu. Mùa thương quân không kêu cũng tới, khắp mây miền thế giới chớ an hoàng. Năm châu sao sẽ chưa một nhà, ngôi trời mà có một nước nhà không ở hai. Mùa thương quân gió lay cũng tới, mùa thượng quân thế giới chớ vui cười. Hạ quân tất cả không tư, cây khô mà người héo chớ trăm mà mười rõ chưa. Mùa hạ quân thật là si kiệt, đâu ai lo rồi biết là gì.
bần sinh sám hối từ bi nói cho bà ba tánh. Chứ vậy giờ thì đặng nghe. Hết quân hạ trời che hiền đức, ráng tu đi lập tức tu liền, tu từ cái giữ tu hiền, sửa tâm mà sửa tánh, chưa bệnh quyền thứ ở đây. Mùa quân thượng thân trai anh dùng, nữ tiết trinh nhân cúng Phật đường, tới mùa thay đổi bốn phương, dần an quốc thới không đoạn trường đâu ở đâu. Nay bần sĩ đôi câu cố răng, bị quỷ ma quỷ bán đã rồi không sao, bần vẫn an thôi. Núi là cây núi rồi đồi tha đồi ở cao, không ai hãy làm sao mà núi thấp. Người đã sanh cố chấp dự dằn thì là phải hưởng khó khăn. Mau mau tỉnh dậy chứ sang bằng rồi coi. Đây một trận giống nồi lộn xôn, tại không tu mất bổn hết rồi. Vợ chồng chia cách dân ơi, anh em chém giết vậy thời cùng nhau. Còn ly loạn đồng bào giết lần, cũng vì ăn chen lấn chớ gì. Thân người hân người mà hồn thú vậy kỳ, trong mùa mạc ca hạ đồ ly bị nhập vô. Mùa hạ quân cung đồ dữ quá, đến thượng quân câu ca nào bằng. Nói ra không cọc không cần, toàn là tiếng Phật rồi hằng tiếng tiên. Mùa hạ quân bình quyền sống sót, ở chung nhau nhỏ giọt từng cơn, uống ăn đói lạnh không sờn, bảy ngày mà no giả còn hơn tiên bồng. Cây trái mọc không trồng mọc mai, trái sum xê rồi hái rồi ăn. Bầu trời sáng lạng trong trăng, đâu có mà khói bút mây dặn như giờ. Giờ thầy dặn con thời phải ráng, tìm làm sao biển cạn đó con ráng tu sửa đổi chưa được tròn. Trong ngày kỷ niệm chưa thấy con rất vui, nhắc Tết ta niên mãn rồi chưa yên ổn, linh tự thần hao tổn biết gì. Vô thường kết nạp chi chi, một giờ cũng chết mà phải đi quỳnh tiền. Suy nghĩ đi tu yên là đỡ, nếu thiếu tu là nợ suốt đời. Cứ dây mãi mãi người ơi, dây hoài mà không biết cái đời như sao. Nay bần sĩ nhìn sao sáng rạng, lòng phất phơ kim bản trở về.
ba bên bốn phía chỉnh tề chú vú chưa được rồi về được đâu. Ta thức dậy canh thâu lưng đầu, đừng ai hay ai vào thấy mình. Trong rừng núi thẳm thánh linh, một mình mà thanh tịnh chưa trọn thành Phật gia. Bằng kinh chúc ông bà cô bác, mùa Tết niên không hát như xưa. Nói ra từng bậc sớm trưa, nhắc từng nhịp thở rồi đò đưa con chờ. Ngày kỷ niệm bất ngờ vui vẻ, vì đạo tâm chia sẻ vui buồn. Rừng chiều vắng bật tiếng chuông, thân ngồi tịnh tỏ chứ gió luồn mát quá. Muôn hát bản nhạc ca của Phật, muốn nói ra các bậc siêu phàm. Muôn về cho mất nhà lam, đừng còn ở lại chơi nhàm đàm làm chi. Ta không cứu giúp đi cũng đỡ, sắp vàng nguy triều trở chưa đầy đường. Nhìn rồi kẻ đó không thương, vì ta không muốn dấn vương phàm đời, nên phải chịu tách rời đồng đau. Một mình ta tham khảo do ta, lục trong tâm tánh chưa vậy mà coi mi có niệm Phật Di Đà hay ở không. Hãy nhớ chuyện minh mông đại hải, không có tu nguyện giải liền liền, cầu mong sao có của thiền, Phật trời nào hộ chứng miên bây giờ. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày kỷ niệm, có nghĩa là cũng Tết niên đó, dịp Tết niên trong cũng gần cuối năm. Thì thầy cũng xin chúc lành cầu nguyện cho tất cả quý vị, anh em, đồng đạo, cô chú, chị bà, và mấy em cũng phải cố gắng đưa một tập bài về lật đó mà để coi, để học. Coi thầy chỉ như thế nào, chỉ chứ không có dạy quý vị, mà cũng không có rầy quý vị nữa. Chỉ nẻo đường cho mình, nhưng mà đứng chỉ trưa nắng bóng đó, mà đứng trên bờ lề, đứng trên bờ rừng, đứng trên suối, đứng ngoài biển mà chỉ đó thì khổ lắm. Đó, như vậy đó. Mong làm sao tất cả quý vị phải ráng thượng thành nha. Cùng nhau, đừng cái gì hết á, mình nhỏ to với mình đi. Mình nói gì cho mình nghe đi, mình làm gì cho mình được đi, rồi mình sẽ giúp người. Đó, như thế thì thầy mong hết tất cả quý vị, để thầy trả ơn cho quý vị, ráng tu cho tốt. Đó, chị em anh em toàn thị chung với nhau, đừng bỏ nhau, tốt lắm. Như vậy thì Việt Nam của chúng ta sau này cũng được sự đoàn kết thân yêu nhân loại đồng bào nha. Như vậy chứ không phải là mình tu mình chia cắt, không phải vậy. Nếu không có đất nước Sơn Hà, không có tổ thì ông cha ta, thì ta làm sao có ngày hôm nay. Như thế thì Nam Mô Di Đà Phật, thầy xin chúc lành hết tất cả Phật tử. Lâu lâu nếu quý vị này không lên, và tất cả các vị thì không có mở ra đâu. Đó, vậy ông thầy giáo ông đó bốn đứa thì ổng phải lấy tập ra, ổng thì chỉ sợ mà đi đến 8, 10 thì ổng sẽ nói nhiều hơn nữa. Đó, còn đi đến 1, 2 đi đến chơi rồi về thôi, thăm ông thầy giáo
coi ông có bệnh hoạn gì không, hay là ông có chết chưa nha. Vậy thì thầy xin cúi đầu để sám hối và cảm ơn hết tất cả quý vị.